안녕하세요. 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 요라리모요요. 탄탄 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 뭐, 요 라이브는 남 띠파. 안녕하세요. 중모잉. 안녕하세요. 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 네, 입니다. Rồi, Hoa Vũ anh nhớ chưa? Mình hồi nãy mình xong cái câu 125 rồi mình qua câu 126 ha. 126번. 다음 중 한국의 드라마와 노래에 대한 설명으로 옳은 것은 1번. K-POP의 인기는 아시아 지역에 한정되어 있다. 2번. 한국의 청소년과 정령층은 주로 트로트를 즐겨 듣는다. 잠깐만요. 듣는다. 3번, K-POP의 인기는 특히 아이돌 그룹의 음악이 주도하고 있다. 4번, 한국은 과거와 달리 외국의 대중문화를 수용하지 않고 있다. Nhớ vào bên máy tính cho cả chị nói gì cả. Nhờ chồng mà bên máy tính cho cái mà cứ cầm làm ai. Chọn đáp án mấy bao nhiêu cả? Câu 126 là đáp án nào vậy mọi người? Nó nói về phim và ca nhạc của Hàn Quốc. Thứ nhất là K-pop, inky는 아시아 지역에만 지역에 한정되어 있다. 정답은 몇 번입니까? 윙 탄장 3번. 3번 là cái gì đây? Nguyễn Thanh Trang 3번, Hảo Thu 4번, 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 Trần Thủy Duyên 3번, Hảo Thu 4번, 4번 là sao ta? Nó khác với Hàn Quốc thì khác với quá khứ là hiện tại nó không có cái kiểu mà nó không có du nhập mấy cái văn hóa của nước ngoài là đúng hay sai các bạn? Hàn Quốc nó du nhập văn hóa nước ngoài hay là nó không du nhập các bạn? Cẩm Thu 4번, Trung Nguyễn 3번, 정답은? nhầm 3번. 3번입니다. 정답은 3번입니다. Bạn nào chọn đáp án số 3 là đáp án đúng không? Đây, cái K-pop nó nổi tiếng là nhờ những cái group. Ví dụ như là Soyeon City hay là Beat hay là nói chung là mình coi cũng có một mớ nhóm nhưng mà thấy là cái mấy cái nhóm nhạc nam nhạc nữ hay được ưa chuộng nhiều. Chứ còn nổi tiếng như cái ông Gangnam Style là thỉnh thoảng mới có người lên thôi. Rồi ha, câu số 1. Câu số 1 nó sai là nó nói là K-pop là chỉ có ở nó hăng trơn thì người ta nó bị giới hạn ở cái khu vực châu Á thôi là sai rồi. K-pop là ở toàn thế giới. Bây giờ hầu như không, nói toàn thế giới thì hơi lố. Hầu như rất là nhiều nước trên thế giới đang nghe K-pop. Tuy là không biết nghĩa là gì. Còn câu số 2 nó sai là cái tầng lớp trẻ, tầng lớp청소년 á, tầng lớp thanh thiếu niên của Hàn Quốc á, chủ yếu là nghe nhạc trot là nhạc buồn. Đó là không đúng rồi, chủ yếu nó nghe nhạc pop chứ nó nghe nhạc buồn đâu. Nhạc buồn nó cũng nghe nhưng mà nó không nghe nhiều. Thằng có mạnh nhất bị chạy mất tiêu rồi. Thằng có mạnh nhất lại thấy câu nhiều rồi ta. Đây tiếp theo câu số 3 nãy là đúng rồi, còn câu số 4, câu số 4 mình giải thích rồi nên là 정답은 3번입니다. 127번. 다음에 뭐뭐에 공통으로 들어갈 말은 무엇일까? câu này quá dễ. 1번. đọc nha mọi người. 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 뭐뭐에게 있고 모든 권력은 뭐뭐로부터 나온다. 헌법 제1조 제1항. 1번. 국민. 2번. 국회의원. 3번. 대통령. 4번. 국무총리. 항토 1번. câu này quá dễ, câu này ai cũng biết quá, ai cũng biết mà không ai cho lên đáp án hết ta.
Con người cho nên đáp án gì ta? Câu này hiến pháp điều 1. Chương 1. Hăng gọi là gì thì cũng chả biết nữa. Cẩm thù, ý bọn. Nguyễn Duy, 125 là số mấy? 125. Sẵn cấm anh nhớ 125. Hồi nãy 125 là số 3. Hồi nãy là 125 là số 3. 126 cũng là số số 3 luôn. 126 cũng là số 3 luôn. 127. Iliban, Iliban, Trần Thị Duyên, Iliban quê hương, Iliban Thủy Nguyễn, Iliban. Thông đáp bên Iliban gì ta? Là đáp án số 1 nha. Hàn Quốc á, là thế anh minh quốc chủ quyền của Hàn Quốc là có ở dân Kumine gây cổ mô đun khỏi lợt tất cả quyền lực là từ dân mà ra Kumine rụt thơ thần đã hết phim 127 thông đáp bên Iliban gì ta? 128 128번 다음 한국의 지방자치 단체 중 광역시에 해당되지 않는 것을 곳은 cái nơi mà không phải là thuộc về chi bang chặt chi thành 1번 대구 2번 대전 3번 광주 4번 서울 ok Duy Nguyễn Nguyễn gì Hảo Thù 4번 서울 Trung Nguyễn 4번 Linh Nguyễn ảnh nhau hay sao? Nãy thấy chị vô xong rồi cái chị bay ra. Vũ Luyến ảnh nhau hay sao? Ảnh nhau hay sao? Ảnh nhau hay sao? 128번 정답은 Ngọc Linh 4번 Hà Vũ 4번 Nguyễn Trọng Sống 4번 Quê Hương 4번 Thu Hồng 4번 Yumi 4번 Cẩm Thụ 4번 정답은 4번입니다. Tại vì cái 4번 nó không phải là Quảng Yêu mà là Seoul, 특별시 là thành phố đặc biệt nên정답은 4번입니다. 안녕하세요. 129번, 129. 다음 중 한국의 정부 기관에 대한 설명으로 옳은 것은 영어로 옮겨 mọi người. 1번, 국회는 사법부의 역할을 담당한다. 2번, 국회의원은 국민의 대표로 법을 제정한다. 3번, 대통령은 법원은 대표하여 재판은 하고 판결을 내린다. 4번, 법원은 국방, 외교, 문화 등 국민들에게 필요한 일을 직접 수행하다. 529, 2번, 하우토. 2번, 라, 국회의원은 국민의 대표, 법은 제정하다. còn ai có đáp án khác không? Bùi Minh Khang, 안녕하세요. Trung Nguyễn 2번 Nguyễn Duy 4번 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 Nguyễn Duy 4번 xem lại nha 4번 là gì mọi người Yumi 2번 4번 là Pawon 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 cái tòa án mà nó làm cái nhiệm vụ nó trực tiếp là làm những cái nhiệm vụ là quốc phòng quê chô ngoại giao văn hóa và nó phục vụ những cái mục cái việc mà người dân cần thì có đúng hay không mọi người Hồng Thắm 2번 Thanh Thanh 2번 Nguyễn Trọng Sống 2번 Nguyễn Thanh Trang 2번, 정답은 2번입니다. Rồi, câu số 1 sai là sao? 국회는 사법부의 역할을 담당하다. 국회 là quốc hội thì tạo ra pháp luật chứ nó không có phải đảm đương cái nhiệm vụ của saboppu nên là sai. Câu số 2, quốc hội quốc hội thì sẽ có quốc hội là những cái người mà người ta sẽ tạo ra pháp luật và đại diện cho dân. Thì câu số 2 là câu chính xác. Câu số 3 thì thông nhân ông tổng thống thì ổng đại diện cho bóp quần là thấy sai bét rồi đại diện cho bóp quần là sai rồi cái ông bóp quần là mình có phán xà là cái ông phán thẩm phán á ổng mới là người đại diện ở này nó nói là đại diện là tổng thống là sai rồi tổng thống là đại diện của gì các bạn hen trong bù tổng thống là đại diện cho hen trong bù còn sao bóp bù là phán xà nên câu này là sai. Câu số 4 là sai chỗ nào? Cái người á mà thực hiện các việc có liên quan đến quốc phòng, ngoại giao, văn hóa và làm những cái công việc trực tiếp giống như hôm trước nó có cái câu là phục vụ cái dịch vụ mà trực tiếp khi dân cần á, cái đó là hen trong bù mà nói chính xác đó là thể thông nhòn nên là câu số 4 cũng là sai. Chọn ta tính 2번입니다. 2번.
130번. 다음 중 정치에 참여하는 방법에 대한 설명으로 옳은 것은 연거 đúng về cái cách mà mình tham gia vào chính trị ha. 1번 시위는 대표자를 통해 정치에 참여하는 방식이다. 이번 선거는 광장 등에서 자신의 의견은 직접 표명하는 방식이다. 3번 국민들을 대표자를 선출한 분 직접 대표자가 되는 것은 불가능하다. 4번 국민들은 언론을 통해 자신의 의견은 더 많은 사람에게 알릴 수 있다. 정답은 몇 번입니까? Câu đúng của mình là câu số mấy các bạn? Nó nói về thị uy nè, biểu tình á, nói về bầu cử. Nguyễn Duy, 6 bon. Linh Nguyễn, 6 bon. Nãy giờ mới thấy chị. Anh Dương là xíu. Minh Khang Bùi, 6 bon. Bùi Ly, 6 bon. Trung Nguyễn, 6 bon. Yêu Mi, 6 bon. Cẩm Thu 4번, Nguyễn Trọng Sống 4번, Wonjin 4번. 정답은 4번입니다. Câu thứ 1 sai đâu mọi người? Siwi nó nói là Siwi mà nó nói là thông qua cái người đại diện á, thì mình đó là cách mà tham gia chính trị thông qua cái người đại diện. Nếu mà cách chính trị tham gia chính trị thông qua người đại diện thì nó phải là sân co mới đúng nha. Siwi là sai. Câu số 2 là trái lại với câu số 1 là bầu cử mà mình là cái cách mà mình thể hiện cái trực tiếp cái ý kiến của bản thân mình ở những cái nơi như là quảng trường này nọ. Cái này là CV ha, CV đó là biểu tình đó, thì mình thể hiện cái ý chí của mình thể hiện cái mong muốn của mình mà ở những cái nơi công cộng như là quảng trường thì mới đúng. Nên là câu 1, câu 2 là bị sai. Câu số 3 nó sai ở cái khúc cuối là불가능하다. Tức là người dân á, không chỉ là mình son chữ, tức là mình ra mình đứng ra mình tranh cử, mà mình còn không chỉ là mình bầu đắc cử mà mình còn có khả năng là mình tự mình đứng ra mình tranh cử. Mà ở đây nó kêu là불가능하다, là không thể, là sai rồi. Ở Hàn Quốc là đất nước dân chủ nên mình có thể bầu người ta, mình cũng có thể, mình muốn mình là người đại diện thì mình có thể tự mình ra mình tranh cử cũng được. Nên là câu số 3 là câu sai. Còn câu số 4 là nó đúng, là thông qua ngôn luận thì mình có thể là cho người khác biết về cái ý kiến của mình nhiều hơn. Tức là sao? Thông qua báo đài nè, các phương tiện thông tin đại chúng, thì mình muốn nói gì thì thông qua đó mình có thể thể hiện cái ý kiến của mình, thể hiện cái quan điểm của mình đến cho người khác biết. Nên là câu số 4 là đúng, đúng một cách hiển nhiên luôn. Rồi, 131번. 다음 중 한국의 국제 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? 정답 안 đúng về quan hệ quốc tế nha mọi người. 1번, 한국은 현재 동일된 국가이다. 2번, 한국은 일본의 식민지 지배를 받았다. 3번, 미국은 한국 전쟁 당시 북한은 지원했다. 4번, 한국 전쟁 이후 남한과 북한은 아무런 교류를 하지 않고 있다. 몰레이 1번. 응? 1번? 라, 한국은 한국 통일, các bạn. 통일, 통일, 하. 그럼 다, 용레, 안녕하세요. 퇴위인 4번. 4번? 4번? 라, sau chiến tranh thì Hàn, Nam Hàn và Bắc Hàn nó không có giao lưu bất cứ cái gì hết. Có đúng không? Có đúng không? Suy nghĩ kỹ nha. Nguyễn Thanh Trang, 2번. Nguyễn Trọng Sống, 2번. Minh Khang Bùi, 2번. Còn ai có đáp án khác không? Hảo Thù, 2번. Trung Nguyễn, 2번. Linh Nguyễn, 2번. Chọn답은 2번입니다. Câu số 2 mới là câu đúng cho mọi người. Câu số 1 á, là nó sai một cách mà nó sai hoàn toàn luôn. Tại vì Hàn Quốc á, không phải là đất nước thống nhất nha các bạn. Hàn Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới nó bị đang bị phân chia.
Tại vì Bắc Hàn với Nam Hàn nó đang trong cái tình trạng đình chiến, đất nước nó đang bị phân chia chứ không phải là đất nước thống nhất ha. Khi nào mà Nam Bắc thống nhất thì nó lúc đó nó mới thành đất nước thống nhất, mà đặc biệt là nó là đất nước duy nhất trên thế giới nha. Tất cả các nước khác cũng có phân chia nhưng mà nó tái hợp hết rồi, còn có Hàn Quốc là chưa thôi. Còn câu số 2 là nó nói là Hàn Quốc là hồi trước là thực nó bị Nhật thống trị, nó là thực dân của Nhật. Thì đúng rồi, Hàn Quốc năm 1910 là Nhật nó qua, xong rồi đến năm 45 mới thống nhất được, nên là thực dân Shin Chi Chi Ve là đúng rồi. Câu số 3, Mỹ á, nó khi mà Hàn Quốc chiến tranh á, nó chi viện cho Nam Hàn chứ không phải chi viện cho Bắc Hàn, nên này là sai hiển nhiên. Câu số 4, sau chiến tranh Nam Bắc rất là nhiều cái giao lưu. Các bạn học cái câu cái cuốn sách 20 á, cuốn sách Xin Hoa nó sẽ có rất là nhiều cái giao lưu tích cực và không tích cực. Đặc biệt là có 3 lần trọng son hơi tâm đó, nên là câu số 4 là sai rồi nha. Bạn nào mà chọn đúng là xem lại nha. 132번 한국의 명절에 대한 설명으로 옳은 것은, chọn câu đúng và giải thích về các ngày lễ của Hàn Quốc nha. 1번 설날은 음력 1월 1일로 대표적인 음식은 송편이다. 아니 câu này hồi nãy mới giải rồi sao ta? 132. Tầng nhớ. 2번 정원대보름에 부러운 게 물. 아, câu này hồi nãy mới giải rồi. Mới giải rồi. 정답은 4번입니다. 132, đáp án số 3 nha mọi người, hồi nãy giải câu này rồi. 132 bị trùng. 133, 133번 전쟁으로 인한 가진 것이 없던 한국이 눈부신 경제 성장을 이룩한 모습을 가리켜 외국 사람들을 모모의 기척이라고 한다. 1번 한류, 2번 한강, 3번 한복, 4번 한라산. giải rồi. đúng rồi, hồi nãy giải rồi, cái câu trên nó giải rồi. Rồi bây giờ câu số 133 nha. 133번 정답은 찍어주세요. Mình chọn đáp án đúng nha, Trung Nguyễn 2번. Câu này quá dễ, mỗi giải rồi, Bùi Ly 2번. Rồi,정답은 2번입니다. Nói về kỳ tích là chỉ có Hanggang Gi-chok thôi, nên là 133 đáp án đúng là đáp án số 2 nha. 134번 다음에 모모에 알맞은 말은 한국에서는 모모가 시행되고 있어 반드시 본인의 이름으로 자신이 직접 금융거래를 해야 한다. 1번 금융 감독제, 2번 인감 증명제, 3번 금융 실명제, 4번 본인 책임제. 132. đúng rồi, Minh Khang Bùi, đáp án số 4 các bạn. Rồi câu số 134 là nói về ở Hàn Quốc nó đang thực hiện cái chế độ nào đó mà nhất định là mình phải sử dụng cái tên của mình để thực hiện giao dịch ngân hàng, thì đó là chế độ gì đây? Hảo thu 3번, Iyumi 2번, Nguyễn Trọng Sống 3번. Câu này nó có một cái tên quê hương 3번. 3번 정답입니다. Mình có là 금융실명제. Mình nhìn sơ sơ là mình biết rồi, chữ chê là chế độ, nhân là tên, xin là thực, thì đây là chế độ tên thực. Xong 134 정답은 3번입니다. Mình làm tới câu 135 mà mình nghĩ nha. 다음 135 135번 다음 중 취업 과정에서 필요한 개인의 태도에 대한 설명으로 옳지 않는 것은, 1번 구인 광고를 잘 살펴본다, 2번 해당 분야에 필요한 교육을 받는다, 3번 자격증이나 실무 경험은 갖추기 위해 노력한다, 4번 사업체에 불법적이거나 부당한 대우가 있더라도 잡는다. 40 đi bạn, không có thời gian nữa. Ok, mình sẽ cố gắng thêm tới, nếu mà kịp á, kịp thì chạy chạy tới 40 luôn ha. Nhanh nhanh nha. Câu số 130 là nói về câu sai, về cái thái độ mà của cá nhân khi mà mình thái độ của cá nhân cần thiết khi mà mình đi xin việc. Nguyễn Trọng Sống 3번, Hảo Thù 3번. Rồi câu này quá dễ mọi người. Minh Căn Bùi 3번, Linh Nguyễn 3번, Thông Tâm Minh 4번입니다. Thái độ cần thiết câu 4 nó là sai. Vì sao? Là
công ty á, cái object á, cái công ty đó mà nó làm trái pháp luật, hoặc là mình nhận cái mình bị cái phụ tân hành tệ, tức là mình bị đối đãi giống kiểu như bị ngược đãi gì đó, mình được bị đối đãi không thích đáng thì mình cũng phải chịu đựng là sai rồi, mình không thích đáng thì mình nghỉ việc hoặc là mình kiện vậy thôi chứ đâu ai chịu đựng. Còn sau số 1 đúng rồi, khi mà mình đi xin việc thì mình phải xem kỹ cái quảng cáo tìm người. Còn có số 2 đó là khi mà mình muốn muốn làm ở cái công việc nào đó thì mình phải học những cái cần thiết, mình phải nhận giáo dục cần thiết, là mình học những cái cần thiết mà có liên quan đến cái lĩnh vực mà mình xin việc. Ví dụ học kế toán thì phải xin việc rồi kế toán thì phải đi học kế toán, rồi học thông dịch thì phải đi làm thông dịch thì phải học thông dịch, ví dụ vậy đơn giản mà. Còn con số 3 để mà sau khi chương trình chọn ông mình là người ta phải nỗ lực để mà có cái kinh nghiệm thực tế và có những cái sao cho chừng spec á, mấy cái sao cho chừng, tại vì ở Hàn Quốc là đất nước sao cho chừng, cái gì nó cũng phải có bằng hết á. Nên là câu số 4 cũng là đúng rồi. Vậy câu đúng của mình sẽ là câu số 4 à. À, câu số 3 là đúng rồi. Câu số 3 là đúng nhưng sai trong tình huống này. Câu số 4 là câu đúng ha. 136 136번 다음 중 한국에 거주하는 외국인의 권리에 대한 설명으로 옳은 것은? 이건 đúng 냐. 1번 한국에서는 외국인의 권리가 인정받지 못한다. 2번 한국에서는 외국인의 권리가 한국인의 권리보다 우선시 되다 된다. 3번 한국에서는 국제법과 조약에 따라 외국인의 권리를 인정하고 보호한다. 4번 한국에서는 외국인에게 대통령 선거나 국회의원 선거에 참여할 권리를 부여한다. 136 3번 3번 문강 보이 하우 또 3번 물리 3번 정답은 몇 번입니까? 정중 3번 윙기 3번 정답은 3번입니다. 거기서 뭐 나나 là ở Hàn Quốc á, thì cái quyền lợi của người nước ngoài không được công nhận nó là sai. Các bạn nhìn câu số 3 là các bạn sẽ thấy nó sai rồi. Tại vì ở Hàn Quốc á, nó câu số 3 nó là ghi rõ nè. Ở Hàn Quốc á, thì dựa vào cái luật quốc tế và những cái điều ước quốc tế mà quyền lợi của người nước ngoài sẽ được công nhận và được bảo hộ. Nên là câu số 3 nó nói thay cho câu số 1. Câu số 1 sai ha. Câu số 2, ở Hàn Quốc á, thì quyền lợi của người nước ngoài nó được bảo hộ mà trước người Hàn Quốc, tức là người Hàn Quốc á mà làm gì á thì người nước ta bảo vệ người nước ngoài trước người Hàn Quốc, cái đó là sai. Ở Hàn Quốc là người Hàn Quốc là đầu tiên, xong người Hàn Quốc mới tới người nước ngoài, nên là câu này là câu sai. Câu số 4 là sai ở chỗ nào? Ở Hàn Quốc thì người nước ngoài được cho cái quyền lợi mà tham gia vào tuyển cử nghị viên quốc hội và tổng thống thì sai rồi, người nước ngoài không được trao cái quyền đó. Khi mà mình có cái dòng chu cơn thì mình mới được tham gia ở bên cái chi băng sạch chi thôi, còn tham gia vào bầu cử tổng thống quốc hội là mình không có quyền tham gia, nên là sai. 137 다음에 모모에 안 맞은 용어는 모모를 을을 통해 외국인도 대한민국 국민이 될수 있다. 이게 quá dễ. 1번 귀화, 2번 출생, 3번 여행, 4번 한류 체험. 3번. Trung Nguyễn 1번. Bồ Ly 1번. Quá dễ ha. Câu số 137 xong đáp án 1번입니다. Thông qua cái việc mà khuyên hòa, tức là cái việc nhập tịch, thì người nước ngoài sẽ trở thành công dân của Hàn Quốc. Những câu đáp án còn lại là sai hoàn toàn. Quá dễ. 138. 다음 중 한국 국민의 권리와 의무에 대한 설명으로 옳은 것은? 이건 đúng nha. Mình làm hơi nhanh nha mọi người. Tại nó tới 10 giờ rồi mà nhóc chưa ngủ nè. Mình làm thêm hai câu nữa mình nghĩ nha. 1번 병역의 의무는 희망하는 사람에게만 부과된다. Man. 그 man nha. 2번 선거에서 투표를 하지 않으면 처벌을 받게 된다. 3번 세금 납부는 병역의 의무를 이행하기 위한 것이다. 잠깐만요. 두 개만 남았어요. 4번 선거에서 투표를 하는 것은 잠정권을 행사하는 것이다. 1번 mọi người chọn đáp án số 1. Đáp án số 1. Ủa? Đã đang chọn cho câu 137 đúng không mọi người?
137 chọn đáp án số 1. Bây giờ qua 138 rồi nha, 138, 137 ai chọn đáp án số 1 là đáp án đúng rồi nha. 138, 138 nói về cái nghĩa vụ và cái quyền lợi của dân của Hàn Quốc là cái gì đây? Một trong những cái sau đây: Nguyễn Di Sâm Bon, Linh Nguyễn, Nguyễn Di Sa Bon, Linh Nguyễn Sa Bon. Sa Bon là sông coi sao thúc bưu hà nâng coi xin chăm tân quân hình ra hà nâng coi sĩ ta. Rồi câu 138 chọn ta vẫn Sa Bon nìm mì ta. Là cái việc mà bỏ phiếu ở trong bầu cử là nó mình đang thực hiện cái quyền chăm tân quân của mình, nên là chính xác rồi. Câu số 1 sai ở đâu đây? Chọn như uy mưu nghĩa vụ binh dịch á, nghĩa vụ mà đi đi lính á, là người nào mà thích đi đi, không thích thì thôi, nó nói vậy đó là sai. Thích đi đi không thích thì thôi là sai, tất cả mọi người đều phải đi lính trừ những cái người mà có cái đặc biệt, ví dụ như què quặt hay sao sao mới không đi lính thôi, còn tất cả mọi người đều phải đi lính. Thứ hai, trừ trừ con gái nữa nha, mình nói hồi nói vậy, con gái với lại những người nào mà có cái đặc biệt á, mà được miễn á, thì mới không đi lính thôi. Câu thứ hai sai là sao? Mình không đi bầu cử mình bị phạt là sai rồi, ở Hàn Quốc không có luật này. Câu số 3, mình nộp thuế, nghĩa vụ nộp thuế là cái việc mà mình thi hành cái nghĩa vụ binh dịch, tức là nộp thuế thì khỏi đi làm binh dịch đó, cái kiểu gì đó thì sai rồi, là không đi lính là sai rồi. Nộp thuế là để làm gì các bạn? Để phục vụ cho quốc gia, tức là phục vụ làm cầu đường, làm mấy cái cơ quan hành chính, rồi trả lương cho mấy ông cao, từ ông cao đến ông thấp, đó là mình nộp thuế để mình làm những cái nhiệm vụ đó, chứ nó không chỉ riêng là cho cái binh dịch đâu. Thứ hai, câu 139, hai câu cuối cùng nha. Tham dương 한국의 법 집행 기관에 대한 설명으로 옳은 것은, chọn có đúng cho mọi người. 1번 판사는 범죄자를 수사하고 재판은 신청하는 사람이다. 2번 법원은 범죄자를 수사하거나 체포하는 국가기관이다. 3번 검찰은 법원에 범죄자에 대한 재판을 요청할 수 있다. 4번 경찰은 범죄자에 대한 처벌을 판사에게 요청할 수 있다. Câu này 139 mình sẽ chọn câu đúng mà giải thích về cái public pen là cái cơ quan mà thi hành pháp luật. Thì câu số 1, câu số 1, 2, 3, 4, câu nào là câu đúng đây? Mọi người cho lên đáp án đi mọi người. Câu 139, 139, Nguyễn Trọng Sống, 3번 검찰을 법원에 범죄자 대태는 Trung Nguyễn, 3번 Hảo Thu, 3번 김채리, 3번 Vô quá trễ. Annyeonghaseyo thầy Anh Lê. Minh Khang Bùi, 3번 Thủy Nguyễn, 3번 Rồi ha, chọn ta bên 3번입니다. Đáp án đúng của mình, đáp án số 3 nha. Đáp án số 1, câu số 1 sai là sao các bạn? Nó nói ông Phan, cái ông chủ chủ tọa đó, ổng là người mà điều tra và đăng ký cái chepan. Cái này là sai, cái người mà điều tra và đăng ký chepan đó là không sai. Kiểm sát nha, người kiểm sát viên mới làm cái nhiệm vụ của câu số 1 nha. Phan sai là sai. Câu số 2, Popon. Popon nó nói về Popon, mà Popon đó là phòng chơi điều tra tội phạm và bắt tội phạm, điều tra và bắt là cái ông cảnh sát ông làm cái điều đó, nên câu số 2 là câu sai. Câu số 3 là đúng rồi, là nó yêu cầu chấp hành đến về cái người tội phạm đến problem là đúng rồi ha. Không sai, không sai là nhiệm vụ, không sai là câu số 3 đúng rồi. Câu số 4, nhiệm vụ của cảnh sát là gì đây? Yêu cầu chấp hành và yêu cầu phạt đối với người bị phạm tội, tức là sai. Cảnh sát chỉ có điều tra và bắt người thôi, bắt xong giao cho công trai, công trai xong yêu cầu công trai nó yêu cầu lên thanh tra xử phạt hoặc là làm gì đó thì là công trai nó làm ha. Xong đến câu cuối cùng của ngày hôm nay, câu cuối cùng của ngày hôm nay, 140번 다음 중 법적으로 문제를 해결하는 방법으로 옳은 것은, mình chọn câu đúng cho mọi người. 1번 재판 관련 약속을 할 때는 말로 하는 것이 좋다. 2번, 부동산 계약을 할 때는 공인중개사를 통하는 것이 좋다. 3번, 당사자들이 원하면 나이와 관련 없이 언제든 결혼을 할수 있다. 4번, 부부가 이혼을 하기 위해서는 반드시 부부 양측이 동의해야 한다.
Câu số 140, chọn câu đúng. Về cái cách mà giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Câu số 1. Rồi mọi người chọn đáp án đi. À, Thảo Hương xăm bon, Thảo Hương y bon. Y bon, y bon. Còn câu đúng nha, chọn câu đúng nha. Y bon. Choi U Yong y bon, Kim Seri y bon, Nguyễn Trọng Sống y bon, Duy Nguyễn y bon, Linh Nguyễn y bon. Chọn đáp án y bon. Câu số 1 nó sai đâu các bạn? Khi mà mình có cái ký kết nào có liên quan đến tài sản, mình nói bằng lời không được, mà mình phải liên quan đến cái gì các bạn, cái trong chương hoặc là ký hợp so nha các bạn, phải có hai cái đó, một trong hai cái đó phải được. Câu số 2, khi mà ký kết cái hợp đồng liên quan đến bất động sản thì mình phải thông qua cái khung in chung kê sò kê sà khung in chung kê sà, đây là đúng rồi ha, đúng hoàn toàn. Câu số 3, nếu mà đương sự muốn á, thì lúc nào cũng có thể kết hôn mà không có phân biệt tuổi tác là sai rồi. Khi mà mình trên vị tuổi thành niên, tức là trên 19 tuổi ở Hàn Quốc á, thì mình có thể kết hôn bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà dưới 19 tuổi ở Hàn Quốc á, thì mình phải dưới 18 hay 19 ta, hình như 18 á, thì mình phải có sự đồng ý của ba mẹ mới được kết hôn, chứ không kết hôn là bị trái pháp luật ha. Còn câu số 4 sai là sai ở đâu? Ở Hàn Quốc á, vợ chồng ly hôn là có hai trường hợp, một trường hợp á, là ly hôn tình nguyện, còn một trường hợp á, là ly hôn qua bóp sàn liên quan đến là ly hôn qua tòa án, tức là trường hợp mà hai vợ chồng đều đồng ý lên ly hôn thì mình có thể ly hôn, còn một trường hợp á, một người đồng ý còn một người không đồng ý thì mình cũng có thể ly hôn. Ví dụ như là ông này ổng ngược đãi tôi quá, tôi muốn ly hôn, mà cái ông chồng ổng không muốn ly hôn thì mình cũng có thể, một mình mà mình cũng có thể ly hôn được ha. Nên là câu này nó nói là bắt buộc là phải có hai bên đồng ý mới ly hôn được thì là sai, vì nó có hai trường hợp. Nên câu đáp án đúng của mình ở đây sẽ là câu số 2, ý bên phần tập gì đâu nè. Mà thêm năm theo này, mục tiêu của mình. Nè, 오늘 수고 많으셨습니다. 오늘 여기까지입니다. 네, 안녕히 주무세요.